Anh cầm na đổi tên thành phường trộm cướp. Qua cướp rừng nó rồi kêu cướp đây, adu. Khắm, qua khắm người anh em ơi. Mà khắm thì phải làm sao? Giàu gì chi anh em ơi. Yeah. Hello hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của YoGame. Trời ơi, thì vẫn là mình đây. Hôm nay lại tiếp tục làm theo cái ý tưởng khám khú của anh em nhá. Đấy. Phường trộm cướp thì phải cầm na, gọi là nó rách dưới một tí đấy, nên là mình quyết định là cầm na mặc định luôn nhá. Không trang phục trang viết gì cả. Đấy. À và có một cái điều là hết bố thẻ đổi tên rồi anh em ạ. Không đổi thành phường trộm cướp được. Buồn vãi cái đấy, nhưng mà không sao hết. Đấy, thì không đổi được tên đâu nhưng mà vẫn phải cướp bình thường nhá. Đấy, ngon ngay rồi, xin luôn con này nữa. Chắc luôn này. Cướp đây, cướp đây. Cướp đây, cướp đây. Ôi giời ơi. Nhìn thấy cái thằng kia nó đi đấy. Vội quá bấm mẹ cái nút hủy rồi. Sao mày ngu thế hả? Hủy cha rồi, mất cái đi. Mấy cái này anh em ạ. Rồi mà không sao. Ấy có hàng. Em xin nhá. Đi đâu mà vội mà vàng, định sang rừng mình cướp đấy. Mà ngay làm sao tem mình là phường trộm cướp, nên là có chuẩn bị hết rồi. Các bạn đừng có mà mơ nhá. Ok ok, ngon ngay. Em thấy chơi người rồi không? Ồ, chưa gì lại 2-0 rồi. Còn đi ăn cướp được nữa chứ. Rồi, anh em biết cái trận đấu này kết quả nó sẽ đi về đâu rồi đấy. Ở đâu khó, ở đâu sẽ có YoGame. Ấy rồi ơi. Đang gáy mà đồng đội lại đi chết toay thế. Rồi, để mình lên. Mình đến đây, anh em đâu? Giàu gì chi? Chơi mà luôn này. Rồi, rồi, chơi luôn. Hấp tiếp. Ôi, thôi thôi, xong rồi. Nhảy đúng mà cái chơi kêu đó, cay thế. À thôi, vẫn ăn được cái mạng của Nhân Na là ngon rồi anh em ơi. Chặt, chặt luôn, chặt luôn. Dám giết cơ bản. Tháo thật. Dám giết cơ bản. Bọn này không thể nào mà tha thứ được rồi. À, thấy phường trộm cướp như thế này mà dám giết là không ổn rồi. Địch là cắm quá đi. Đáng đời à. Vừa tội ăn cắp à. Vừa dòng tao lắm. Rồi chúng lại đứng hết lại. Đi làm gì hả? Trời mày luôn, anh nấp đâu? Tập hợp. Đi đâu sau này? Chết đi mày. Ui dồi, ui dồi. Hai thêm thi nhau bật bưng bưng à. Thi nhau nhảy tưng tưng à. Adu. Toàn skill gọi là hất tung rồi anh em ơi. Địch là cắm quá đi. Rồi nhưng mà tem mình vẫn lời. Ơ, mà không lời lắm anh em ạ. Trời ơi, nhưng mà từ từ. Để phường trộm cướp cánh tem này chắc. Yo game mắt này là phường trộm cướp rồi. Không phải sợ bố ăn nào ấy. À, quanh hết tức mẹ luôn rồi. Hay lắm tem ơi. Ngon ngay đấy. Dám gọi là kịa yo game à. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa thấy dấu sẽ chưa hết hồn có phải không? Ấy ấy thôi. Em thao thao bất tuyệt gáy thì thôi. Mấy anh cứ bình tĩnh cho em ăn con rồng nhá, đừng có vào đây quánh đấy. Nha. Chỉ có mình có quyền cướp các bạn thôi. Các bạn cướp mình là không có được đâu nha. Ấy ngon ngay. Ôi thôi, bình tĩnh. Em gì mà can. Ý là thì nó xin cái lỗ tai mình em ơi. Hốt vãi đái là cái con Yana kia nó di chuyển xa đấy. Ui, em bình tĩnh. Mình còn làm tiếp tục cái công việc gọi là ăn cướp của mình chứ. Anh em phải để cho mình gọi là tí thời gian chứ. Quánh nhau dồn dập thế, bự bố ai mà đỡ được. Nào. Rồi. Đi farm tiếp rồi anh em. Nhào chí chí. Rồi nhìn thấy nó tung skill hụt là thôi mình quay đầu là bờ anh em ạ. Ôi rồi đấy, tem địch nó dồn ra nhanh hơn cả tem mình nữa. À, chơi luôn. Núp, anh hùng núp anh em ơi. Nào, quánh nhau không? Không quánh nhau à, trời. Thích là bồn quá đi. Thôi, mày là bới, chết cái mày. Đừng có đùa với vô game, hiểu chưa? Rồi, bây giờ thì bá rồi, 3-1, ôi trời ngon ngay. Làm gì căng, ha? Chúng mày định làm gì hả?
gặp gọi là quân trộm cướp vô game thì thôi nhá. Ê, tao là ăn cướp. Biết nhầm rồi nhưng mà không dám sửa luôn. Cứ nhìn thấy cái bóng dáng con nhen nà nó đi đi quanh đây. Cái thằng này nó chuyên tha sang nó ép mình thôi. Hảo ăn cướp à? Đù ra đi. Mày thì Hảo ăn cướp. Hảo ăn cướp luôn ạ. Đúng rồi. Mình ăn cướp hơi bị ghê đấy. Ôi, thôi. Bình tĩnh mấy anh trai. Đi đâu mà vội mà vàng. Mà bắp phải đá mà quàng phải chay. Dừng chân đứng lại nơi đây. Cho em sờ mông một phát là ngây ra liền. Và anh em ạ, cái thời gian vừa rồi thì cái kênh của mình nó cũng bị một số thành phần gọi là bẩn bựa nó chơi xấu anh em ạ. Nó phá cái kênh của mình. Thì mình cũng có làm thêm cái fanpage. Một là mục đích là mình cũng lâu nay mình cũng không phát triển bên nền tảng Facebook thì mình thấy nó rất là thiếu. Và cái đợt này thì cái kênh của mình bị như vậy nên là mình cũng gọi là làm thêm để phòng trường hợp anh em ơi. Phòng trường hợp mà khi nào mà kênh mình có bị cái sự gì thì mình có thể phát triển ở nhiều cái chỗ khác. Và anh em thì mình cũng có kêu gọi anh em sang follow fanpage giúp mình đó. Thì anh em nhớ sang follow giúp vô game nhá anh em nhá. Khổ lắm mấy ông cứ bảo tôi chôn mấy ông thôi. Chôn làm gì cái chuyện này hả anh em. Đây có phải mùng 1 tháng 4 đâu. Có phải ngày cá tháng 4 đâu. Ui trời ơi. Ê, trời, bình tĩnh. Cái con nhà này cũng khám quá anh em ơi. Từ từ nhá. Để mình thả diều con này. Ây da. Nó giết người. Bạn cái đái thằng lập nó vẫn chọc mà phát đít mình được ạ. Ây da ngu người. Mà thôi không nhau. Đâu khác có đồ á. Thì chó lại có mắm tôm. Em đâu? Quánh nó. Nó vừa giết tao. Nó vừa giết tao kìa. Quánh nó đây. Đó thì anh em nhớ nếu anh em nào yêu quý Joe Game này rảnh tay thì qua cái fanpage của Joe Game cho một like, một follow. Có gì đâu. Mình sẽ làm sắp tới thì mình cũng sẽ phát triển thêm nhiều cái nội dung bên nền tảng Facebook nha anh em nhá. Thì mọi người có nhiều thanh niên vào bảo mình ê ông mẹ sang kiếm tiền như gì. Thì mình kiếm tiền thì không phải là chuyện tốt hả anh em. Khổ thế thì, nhưng mà cái hiện tại cái fanpage của mình không kiếm được tiền nha anh em nhá. Mình chỉ kêu gọi anh em qua để mình phát triển thêm thôi. Khổ lắm mấy ông ấy lại bảo sang follow để ông kiếm tiền. Ôi. Thì mình kiếm tiền được thì các bạn cũng mừng như sao nữa. Vừa tốt cho mình lại vừa tốt cho các bạn nữa đấy. Mình kiếm được nhiều tiền thì mình sẽ gọi là có cái niềm vui nhiều hơn. Và mình sẽ làm video chất lượng hơn. Đó. Có gì đâu. Mà mấy ông cứ bảo khịa tôi thôi. Khổ thế chứ lị. Mà mặc dù là bây giờ cũng chưa có kiếm tiền được bên Facebook. Mình chỉ kêu gọi anh em qua follow để mình phát triển thêm thôi. Thế là mọi người nhớ qua ủng hộ cho game nhá. Sắp tới thì nếu như mà không có gì thay đổi thì mình sẽ làm một số nội dung độc quyền cho Facebook á. Nên là anh em có thể xem, theo dõi để xem những nội dung nó không có trên YouTube nha anh em nhá. Lâu nay mình lười quá rồi anh em ạ. Đấy, như trưởng sở tà cái thứ nó phát triển các nền tảng giỏi vãi trưởng ra. Bây giờ mình phải học hỏi thôi. Ơi, mình không thể lười được nữa rồi. Ok anh em nhá. Khổ lắm cơ. À, cái tội mình đi chôn tem. Cái tội mình đi chôn tem nhiều anh em ạ. Nên là nhiều khi nói câu cứ bảo chôn. Buồn vãi cái đấy. Mà thôi không nhau. Không phải chôn đâu nhá anh em nhá. Mình có lập một cái fanpage mới tên là Joe Game ở trên Facebook nhá. Joe Game không phải Joe Game phim nhá. Anh em có thể tìm ở trên Facebook trực tiếp là ra đấy nha. Ok. Hoặc là mình sẽ để link dưới phần mô tả và comment để cho anh em bấm vào nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ồ đấy, quên hôm nay lại không ăn xin like rồi. Sắp hết video đến nơi rồi này. Thì anh em xem đến giờ phút này thì yêu quý Joe Game và thấy video khắm khú và đồng gì thì nhớ để lại cho mình xin một like nha anh em nhá. Và đừng quên comment thật là nhiều những cái ý tưởng khắm khú của anh em xuống bên dưới để Joe Game sẽ làm cho anh em xem vui giải trí mỗi ngày nha. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Khổ lắm. Rồi. Đấy, các ông thấy không? Cứ phải gọi là xin từng like một thôi. Nhưng mà được cái là các bạn xem Joe Game cũng nhiệt tình lắm.
mình không xin thôi chứ xin là like liền à, mình biết rồi mình cứ phải hay phải xin các bạn like. Like nó khoái lắm anh em. Ok thôi à, anh ta thật là anh vào vào vị trí anh ta thật nè. Đâu rồi anh em đâu? Tầm này thì kem bạn là mất cỡ rồi. Ôi từ lúc mình gọi là thao thao bất tuyệt mình không để ý lắm anh em ạ. Kem bạn gần ngang chỉ số với kem mình đấy, nhưng mà nó gọi là thua trụ thôi. Nhưng mà thua trụ là thua rồi, mình còn ăn được tà thần thế này thì thôi các bạn chơi trận khác đi nhá. Gặp vô game này còn đúng cái ý tưởng phưởng trộm cướp thế này thì các bạn đen rồi đỏ cơ đi. Ui rồi buông vũ khí xuống luôn rồi đấy. Ê, có chết không chị lệ? Dạ đứng im luôn là không kèm quánh nữa rồi đấy. Anh em thấy không vô game trang phục gọi là mặc định như này nhưng mà vẫn gánh kèm được thôi nhá. Chắc tem bạn lại chửi nhau hay gì lại thấy thi nhau ra đứng không như này thì ảo rồi. Thôi thì chắc tem mình lên gọi là kết thúc cái trận đấu này cho tem bạn sớm được giải thoát nhé. Ok vậy là lượn lờ lấy mấy cái trụ này xong mấy win nhanh em nhá. Đi đâu mà phải vội phải vàng, đằng nào thì tem bạn cũng thua thôi. Làm gì mà căng. Rồi mình sẽ lấy cái trụ này. Bạn ơi, trời ơi, tem bạn nó đánh được kiểu gì anh em ạ? Có thể là mình mới reset danh mấy hôm mình không chơi, nên mình chơi lại gặp mấy thanh niên cũng hơi ngao ngáo giống mình. Rồi thì chắc cái trận đấu kết thúc tại đây thôi anh em nhá. Anh em nhớ like, comment thật nhiều nha anh em nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Bye bye.